Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Đọc truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp phần 15 của tiểu thuyết Tây Sơn Bi Hùng truyện Chương 36 Tìm Minh Chủ Trần Văn Kỷ làm thơ vì đại nghĩa Nguyễn Huệ ra Bắc Nói về Nguyễn Hữu chỉnh về đến Tư Dinh, Thủ Hạ Nguyễn Viết Tuyển hỏi chính rằng Tướng quân những muốn mượn tay quân Tây Sơn mà về đất Bắc Nay Nguyễn Huệ đã lấy xong thuận hóa nhưng không tiến quân khỏi sông Linh Giang thì làm sao ta về bắc được trịnh chậm ngâm đáp ngày mai ta sẽ khuyên nguyễn huệ mượn tiếng phó lê diệt trịnh nếu nguyễn huệ nghe lời ta nghĩa là ta đã bắn một mũi tên trúng hai mục đích tuyển hỏi thế nào là một mũi tên trúng hai đích trịnh đáp nguyễn nhạc trí nhỏ tài sơ nhưng quyền hành lớn nguyễn huệ chí cả tài cao mà lại ở dưới quyền nguyễn nhạc nguyễn huệ nghe lệnh nguyễn nhạc nhưng trong lòng ắt là bất phục nguyễn nhạc dùng nguyễn huệ tránh sao khỏi nghi ngờ nay nếu nguyễn huệ nghe lời ta mượn tiếng phò lê diệt trịnh đem quân ra bắc diệt trịnh rồi huệ rút quân về tất phải cử người ở lại bắc hà để phò lê người ấy không phải là ta thì còn ai cho hợp lý hợp tình hơn nào ấy là một mục đích viết tuyển hỏi ấy thật là diệu kế còn mục đích thứ hai là gì chính không đáp mà hỏi lại tuyển theo người trong thiên hạ ngày nay ai là kẻ anh hùng tuyển đáp ngay theo tôi nguyễn huệ thật là bậc anh hùng trong thiên hạ. Trịnh nói, Nguyễn Huệ đánh Nam dẹp Bắc trước quỷ mưu thần, đạp đổ nhà Nguyễn ở đàng trong, bốn lần vào gia định đánh Nguyễn Phúc Ánh không còn manh giáp, trong một đêm tiêu diệt năm vạn quân tiêm la, thật đáng mặt anh hùng. Nhưng đoán anh hùng từ lúc Hàn Vi mới là thức giả. Vậy ta muốn hỏi ngươi, ai chưa nên sự nghiệp mà đáng mặt anh hùng sánh cùng Nguyễn Huệ? Tuyệt đáp, tôi là người hèn mọn, chẳng thấy việc cao xa, xin tướng quân chỉ dạy chỉnh chậm ngâm nói nếu nguyễn huệ đem quân ra bắc tất nguyễn nhạc vốn sẵn đã nghi ngờ sẽ bắt tội kháng lệnh dù nghĩ tình ruột thịt cũng tước mất binh quyền ấy là ta không đánh mà trừ được nguyễn huệ chẳng phải là địch thứ hai sao nguyễn viết tuyển vòng tay bái nói hung tài của tướng quân thật đã sánh cùng nguyễn huệ nguyễn hữu chỉnh cười lớn rằng sau khi nguyễn huệ kéo quân ra bắc thì trong thiên hạ chỉ còn lại một mình ta là đáng anh hùng rồi chỉnh đến gặp riêng Nguyễn Huệ nói Này Chúa Công kéo quân đến đây Chỉ đánh một trận gom châu thuận hóa uy danh lừng lẫy Chúa Công nên thừa lúc thế quân như trẻ tre Đem quân bắc tiến cho non sông quy về một mối Xóa bỏ danh giới linh giang Mà hai nhà trịnh Nguyễn đã dựng nên suốt 200 năm nay Ấy chẳng phải là công nghiệp chưa từng có hay sao Nguyễn Huệ điểm nhiên nói Từ ngày vua Lê Thái Tổ dựng nước đến nay Đã 300 năm Lòng người đời đời nhớ ơn Đến như họ trịnh hung tàn còn không dám chút bỏ nay ta lấy lý gì để kéo quân vào đất ấy được trịnh đáp họ trịnh bao đời nay hiếp đáp vua lê thiên hạ đều bất bình và lại quân nhà trịnh thêm nạn kiêu binh muôn dân hờn oán nếu chúa công dùng chiêu bài phò lê diệt trịnh thì nhân dân bắc hà ai là chẳng theo huệ nói ta hỏi thế là để thứ tài ông mà thôi tám năm trước đã biết trước sẽ có ngày đem quân bắc tiến diệt trịnh phò lê nên ta mới khuyên hoàng huynh chưa lên ngôi hoàng đế nếu lúc ấy Hoàng Huynh nghe lời ta, thì hôm nay ta ra Thăng Long, phò lê diệt trịnh, đường đường chính chính, đóng quân ở Bắc Hà, thống nhất Giang Sơn, định đời thịnh trị. Ngặt nỗi Hoàng Huynh ta đã xưng đế, lập riêng một nước, nếu muốn thống nhất Sơn Hà, chỉ có cách phế bỏ nhà Lê, bằng không phải kéo quân về trả nước cho họ. Nếu vậy ta đem quân ra Bắc, được lợi lộc gì? Chỉnh đáp Thánh nhân dựng nghiệp, chỉ nói về nghĩa, không kể về lợi. Nay Hoàng thượng lên ngôi, là mất nghĩa để thống nhất giang sơn thì chúa công phải tự lập mà dựng nên nghiệp lớn nay chúa công để quân ra bắc diệt trịnh phò lê lại cứu dân khỏi ách thống trị nhà trịnh ấy là được nghĩa vua lê nhu nhược chăm họ mến đức nhưng ba quan lại chẳng sợ uy làm gì mà nước không sinh loạn thừa lúc nước loạn chúa công cử người ở lại mượn tiếng phò lê định yên cõi bắc rồi sẽ tùy thời mà liệu việc cũng chưa hẳn là không có lợi cho nghiệp đế về sau huệ cười hỏi lời ông cũng phải vậy theo ông sau khi ta rút quân về, ai có thể ở lại định yên quái bắc? Chính giá vơ hỏi lại rằng, dưới trướng chúa công nhiều tướng giỏi, chẳng biết người sẽ chọn ai? Huệ đáp, việc này chỉ có ông là làm được mà thôi. Chính thất sắc nói, tôi bất đài, dám đâu nhận trọng trách ấy. Huệ vờ nói lảng sang chuyện khác rằng, ta chỉ vâng lệnh Hoàng Huynh đánh thuận hóa, nếu đem quân ra bắc, e à mang tội kháng lệnh thì sao? Chính đáp, bình pháp có câu tướng ngoài biên ải không cần phải nhất nhất tuân lệnh của vua huệ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo những điều ông nói đều đúng riêng việc này ta cần suy nghĩ lại và có một điều ta cấm ông không được gọi ta bằng hai tiếng chúa công hữu chỉnh đáp hai tiếng chúa công tôi vô tình thốt ra bằng lòng kính phục bởi chí hoàng thượng không bằng chí của tướng quân xin tướng quân tha tội tự hậu không còn dám hồ đồ như thế nữa nói rồi nguyễn hữu chỉnh cáo lui Nguyễn Hữu Chính về rồi, Nguyễn Huệ cứ đi đi lại lại trong phòng hết ngồi lại đứng, không ngớt thở dài, suốt đêm chẳng tài nào ngủ được. Hôm sau, Huệ đem theo vài người hầu cận ra khỏi thành đến cầu Trường Tiền bắc ngang sông Hương, ngắm dòng nước chảy, suy nghĩ đam chiêu. Trên mặt sông phẳng lặng, vài chiếc thuyền con chở than đi bán nhẹ nhàng lướt sóng. Bỗng trong những chiếc thuyền ấy, cất lên giọng ca trong trẻo rằng. Vả bấy lâu thần nịnh chúa hôn, gương bình trị lòng trời ắt muốn sao gặp hội binh kiêu dân oán sửa ký cương tài cả chẳng ra huệ giật mình bảo quân hãy mau gọi những chiếc thuyền ấy lại cho ta quân chưa kịp gọi thì những chiếc thuyền ấy đã qua khỏi khúc quanh mất hút nguyễn huệ liền vội vã về dinh gọi đô đốc nguyễn văn tuyết lên một chiếc thuyền lớn cứ ngược dòng sông hương mà đi gặp chiếc thuyền bán thân nào huệ cũng gọi lại hỏi rằng xin cho hỏi các ngươi có biết kẻ bán than nào lúc sáng ca rằng và bấy lâu thần định chúa hôn gương bình trị lòng trời ắt muốn sao gặp hội binh kiêu dân oán sửa ký cương tài cả chẳng ra hay chăng những người bán than đều lắc đầu bảo không biết đến chiều tối người ca hai câu ấy vẫn bặt tâm huệ thất vọng ra về các tướng nghe huệ gặp điều buồn bực liền đến vấn an vừa trông thấy huệ trần quang diệu giật mình hỏi mới không gặp một ngày sao long dương mặt mày hốc hác thần sắc xanh sao như thế Huệ đáp. Ta có việc lo buồn suốt đêm chằn trọc thành ra như vậy. Long Nhương có thể cho chúng tôi biết được hay chăng? Việc này các ngươi không thể hiểu được đâu. Nguyễn Văn Tuyết vệnh dâu xen vào hỏi. Có phải vì tìm không gặp tên nho sinh ca ban sáng mà Long Nhương buồn bực hay chăng? Để tôi đi tìm bắt nó về cho Long Nhương trị tội. Huệ gạt đi bảo. Văn Tuyết chớ nói cản. Việc ta lo buồn không phải do người ca câu ấy. Ta muốn tìm người ca ấy. Họa may người này có thể giải được nỗi lo của ta trần quang diệu bàn rằng người ca hai cô phu ấy ắt không phải là kẻ tầm thường chí muốn giúp đời nhưng không phải là người ở ẩn ta không biết kẻ sĩ ở đâu để dùng lễ cầu hiền cao nhân ai lại nhận mình là cao nhân dù nhận để giúp đời tránh ra khỏi thế thái hiểu lầm là tham danh hám lợi theo tôi người này nhất định ở trong đoàn thuyền bán than ấy nhưng vì tự trọng nên không thể nhận mình là người ca cô phu ấy mà thôi huệ hỏi Ta không biết chỗ ở để cầu Hiền sĩ vì sĩ mà không thể đến Vậy phải làm sao Diệu hiến kế Những người bán than đều ở thượng lưu cầu trường tiền Nay Long nhường cứ đem một chiếc thuyền Chặn ở cầu trường tiền Rồi cứ làm như vậy như vậy Người ấy tất phải ra Nguyễn Huệ khen rằng Ấy thật là diệu kế Nguyễn Huệ thân hành đem vài chiếc thuyền Đến cầu trường tiền Sai Trần Quang Diệu đoán phường bán than Ở thượng lưu xuống nói Ta sẽ ra đầu đề Nếu trong các ngươi có ai làm được một bài thơ phú thì ta sẽ cho qua cầu bán than bằng không thì phải quay về phường bán than năn nỉ rằng chúng tôi nghèo hèn ít học chỉ biết chèo thuyền bán than không biết làm thơ phú nếu tướng quân không cho qua chắc phải chết đói trần quang diệu nhất định bảo quân chặn lại không cho đi đến chiều cũng chẳng có ai chịu làm thơ phú cả nguyễn văn tuyết bực dọc nói lớn rằng thu phục võ tướng thì dễ cầu kẻ sĩ sao mà khó thế Lúc ấy có một chiếc thuyền bán than cũng vừa trèo đến. Người mới đến thân mình đen đuổi bụi than nhưng đôi mắt sáng quắc toát lên vẻ ung dung tự tại. Người ấy nói với Trần Quang Diệu rằng Tôi rốt nát nhưng trong nhà đã hết gạo nên đánh liều mua dìu qua mắt thợ. Nếu không hay xin tướng quân tha tội. Trần Quang Thiệu mừng thầm nhưng vờ nạt. Phải đọc thơ phú bằng tiếng Nam ta không đọc bằng tiếng Hán. Đọc hay cho qua đọc dở đuổi về. Người ấy nói Xin tướng quân ra để Nguyễn Huệ xen vào ôn tồn bảo Ai cũng muốn qua cầu bán than Vậy ra đầu đề là qua cầu bán than Người ấy ứng khẩu đọc ngay một bài thơ nôm rằng Thương người lạnh ta bán than Lòng nhân đã mỏi con mang cho đầy Neo thuyền đậu dưới cầu này Nhân tình thế thái đổ đầy hai vai Thuyền ta xuôi ngược sông dài Đời như dòng nước chảy hoài ngàn năm Nhan khó cháy chẳng mua lầm Lửa lòng nguội tắt lạnh căm đó mà thân hầm chẳng phải than hoa, dẫu cùng nhơ nhớp như gà tranh ăn. Hồn tương tư cánh chim bằng, trời cao đổi gió ngậm trăng no sầu. Than đen vẽ sóng bạc đầu, thì thôi lỡ nhịp qua cầu mà chi. Đời như nước gánh về đi, cầm bằng ném ngọc lưu ly đáy hồ. Người ấy đọc xong, Nguyễn Huệ tấm tắc khen. Hay, quả nhiên là xuất khẩu thành thơ. Chẳng phải anh hùng thì không thể làm được bài thơ này. Oán thán thay mà hùng tráng thay giọng điệu này ắt phải là cái anh hùng lỡ vận. Nói rồi Nguyễn Huệ liền mời người ấy lên thuyền hỏi. Chẳng hay tiên sinh cao danh là gì, quê quán ở đâu? Người ấy đáp, tôi tên Trần Văn Kỷ. Nguyễn Huệ mừng quá, ngắt lời Trần Văn Kỷ rằng. Lúc lâm chung thầy tôi có dặn, ngày sau tiến quân đến Phú Xuân, phải mời cho được Trần Tiên Sinh ra giúp dập. Tôi nghe lời ấy nên vừa đến, đã sai quân đến làng Văn Trình tìm kiếm, nhưng Tiên Sinh đã rời nhà đi, hỏi thăm không ai biết, nay được diện kiến dung nhan thật là duyên hạnh ngộ văn kỳ hỏi thầy của tướng quân có phải là quân sư trương văn hiến chăng trương văn hiến chính là thầy tôi đó văn kỳ nói tôi đối với trương tiên sinh là hàng hậu bối lúc trương tiên sinh còn ở phú xuân vẫn thường cùng tôi luận bàn thế sự khinh chúa tôi nhà nguyễn mà chẳng ra ứng thi nay nghe trương tiên sinh mất sớm thật thương tiếc vô cùng còn phần tôi về sau họ trịnh vào chiếm phú xuân tôi ra thi đỗ giải nguyên nhưng sau thấy chúa trịnh ở đằng ngoài cũng chẳng khác nào chúa nguyễn ở trong lại thêm chấn thủ phạm ngô cầu ngu si tàn ác tham lam nên tôi từ quan lui về ở ẩn lòng vẫn hằng mong được gặp minh quân đem chút tài hèn ra giúp dân giúp nước huệ hỏi văn kỵ có phải hôm trước tiên sinh ca hai cô phú rằng và bấy lâu thần nịnh chúa hôn gương bình trị lòng trời ắt muốn sao gặp hội binh kiêu dân oán sửa ký cương tài cả chẳng ra đó chăng văn Kỳ nói phải huệ lại hỏi tiên sinh k hai cô phu ấy là có ý gì văn kỷ ngạc nhiên hỏi lại huệ rằng thế chẳng phải tướng quân sắp sửa đem quân bắc tiến mượn tiếng phò lê diệt trịnh thống nhất sơn hà đó sao mà còn hỏi tôi những lời ấy huệ giật mình đáp đúng là tôi sẽ đem quân bắc tiến nhưng không được phải phải thống nhất sơn hà nhưng e rằng không được trần văn kỷ cười lớn rằng tướng quân ngôn ngữ bất nhất tất là tâm thần bất định tướng quân ở trong tình thế phải chọn một trong hai." Huệ hỏi, "Thế nào là chọn một trong hai?" Văn Kỳ đáp, "Nếu chọn nước chọn dân thì phải phụ anh phụ chúa, hoặc là ngược lại, ấy là chọn một trong hai vậy." Huệ kinh ngạc nói, "Sinh tôi là cha mẹ, hiểu tôi có hai người, xưa là Trương quân sư thầy tôi, nay là Trần tiên sinh vậy. Đó chính là điều mà mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ. Theo tiên sinh, nếu tôi kéo quân ra Bắc diệt Trịnh phó Lê, thống nhất sơn hà, hoàng huynh tôi không thể bỏ qua tội kháng lệnh cho tôi sao?" Văn Kỳ đáp Kháng lệnh là cái cớ Không phải là tội của tướng quân Huệ hỏi Vậy thế nào là tội Văn Kỳ đáp Tội của tướng quân là tài cao chi lớn hơn vua Huệ lại hỏi Dám hỏi tiên sinh Sao lại nghĩ rằng trí hoàng huynh tôi không lớn Trần Văn Kỳ cười lớn một hồi rồi đáp Người đời sau bình luận về thời hán sở tranh hùng rằng Lưu Bang không có tài trị nước bằng tiêu hà Không có tài quân sự bằng hàn tín không có tài chính trị bằng trương lương vậy tại sao ba người này đều thần phục lưu bang bởi tiêu hà chỉ lập chí làm thừa tướng hàn tín chỉ lập chí làm nguyên soái trương lương chỉ lập chí báo thù cho nước hàn không có ai lập chí làm vua như lưu bang cả ấy là chuyện xưa ở nước tàu còn chuyện nước ta ngày nay chí thống nhất sơn hà là chí lớn chí làm vua lại là chí nhỏ năm ấy thái đức hoàng đế lên ngôi là chỉ nghĩ đến việc lấy đất họ nguyễn ở đàng trong mà lập riêng một nước nếu nghĩ đến việc thống nhất sơn hà ắt biết có ngày phải diệt trịnh phò lê thì không được lên ngôi vua mới là thượng sách xem thế mới biết trí của thái đức hoàng thượng là trí nhỏ vậy nguyễn huệ trầm ngâm đáp trần tiên sinh lập luận rất sâu sắc thật là có mắt tinh đời này nếu ta muốn thống nhất sơn hà phải đem quân bắc tiến vậy đối với hoàng huynh ta nên thế nào văn kỷ đáp tướng quân ra bắc lần này phải mượn tiếng Phò lê diệt trịnh diệt trịnh xong thì phải kéo quân về trả nước cho vua Lê vì nước của tướng quân là nước của vua Thái Đức ở Đảng Trong. Khi tướng quân kéo quân về, Hoàng thượng sẽ mượn cớ kháng lệnh mà bắt tội. Ít nhất cũng tước hết binh quyền của tướng quân. Vậy muốn thống nhất Sơn Hà, tướng quân chỉ còn một cách là bắt tuân thánh chỉ ở lại Phú Xuân không được về Quy Nhơn phục mệnh. Huệ buồn dầu hỏi, vậy là ta phải mang tiếng phản chúa phụ anh. Trần Văn Kỳ đáp, nếu bây giờ tướng quân sợ tội kháng lệnh, thay vì kéo quân ra Bắc lại quay về Quy Nhơn thì chẳng bao giờ còn có cơ hội thống nhất Sơn Hà, định yên xã tắc, dựng đời thịnh trị. Đó là ý của tôi, tùy tướng quân quyết định. Nguyễn Huệ ứa nước mắt hỏi. Nếu về Quy Nhơn thì xót thương lê dân ở Bắc Hà, đem quân Bắc Tiến thì mắc tội với anh. Anh ta thay cha nuôi dạy ta từ nhỏ, nay phải phụ lòng anh ta sao nỡ. Trần Văn Kỳ vòng tay nói. Dù không đem quân ra Bắc, cũng xin tướng quân hãy vì dân trong nước vua Thái Đức. Tôi xin phép cáo từ nguyễn huệ ngạc nhiên hỏi mới gặp nhau chưa thỏa lòng cầu hiền sao tiên sinh định bỏ tôi mà đi trần văn kỷ đáp tướng quân kéo binh về quy nhơn thì những điều tôi vừa nói với tướng quân nếu hoàng thượng nghe được ắt cái đầu của tôi không còn trên cổ nên tôi xin được về cùng non nước đi trong gió mây mà tránh được tai họa vậy huệ nắm tay văn kỷ nói xin tiên sinh chớ vội tôi đã quyết định rồi sẽ đem quân bắc tiến hôm sau nguyễn huệ họp các tướng nói nay ta định đem quân bắc tiến mượn tiếng phò lê cứu dân thoát tay họ trịnh bạo tàn nhưng ngặt nỗi nếu về quy nhơn xin lệnh và lương thực của hoàng huynh e hoàng huynh không cho đi nếu không đủ lương thực sao đánh được bắc hà các tướng có kế gì chăng nguyễn văn lộc hỏi thành phú xuân ta vừa chiếm được lương thực dồi dào sao long nhương lại bảo là không có lương huệ buồn rầu đáp chúa tôi họ trịnh hà khắc để lương dân đói rách lầm than mấy năm gần đây thêm thiên tai hạn hán mất mùa dân tình càng thêm điêu đứng nay ta vừa lấy đất thuận hóa liền mở kho lương phát cho dân nghèo nên hiện nay lương thực ở thành phú xuân chỉ đủ để dự trữ cho dân đến mùa thu hoạch không thể dùng vào việc quân ấy là nỗi lo của ta nghe nguyễn huệ nói định đánh bắc hà nguyễn hữu chỉnh mừng lắm liền rút từ trong tay áo ra một tấm bản đồ giờ bản đồ ra trên bàn hữu chỉnh nói đây là bản đồ đất bắc nếu ta đem thủy quân vào cửa ba lạt theo sông nhị hà đánh lấy vị hoàng thì có thể giải quyết việc quân lương Huệ hỏi Tại sao đánh lấy vị hoàng thì có thể giải quyết việc quân lương? Trịnh đáp Vì ở vị hoàng có một kho lương thực Kho này chưa thóc của các chấn thuận hóa, nghệ an, thanh hóa gồm trăm vạn hồng Nhưng nếu ta đem thủy quân đánh lấy vị hoàng là đơn độc vào sâu trong đất địch e rằng mạo hiểm Nguyễn Huệ mừng rỡ nói Có quân lương ta chẳng lo gì nữa Còn việc đánh lấy vị hoàng có gì là mạo hiểm? Trịnh hỏi từ sông Linh Giang trở ra, phải qua hai thành Nghệ An Thanh Hóa, đường xa hàng mấy trăm dặm mới đến vị hoàng nếu bùi thế toại ở nghệ an chặn được bộ binh ta rồi quân ở thanh hóa do tạ danh thủy tiến ra và quân ở thăng long tiến vào đánh quân ta ở vị hoàng thì lúc ấy ta lưỡng đầu thọ địch sao bảo là không mạo hiểm huệ cười bảo quân ở nghệ an thiên binh thiên tướng gì mà có thể ngăn được bộ binh ta còn việc vào sau đất địch ư ta bốn lần vào gia địch, từ ái vân phong phải qua bình thuận chân biên sải côn phiên chấn mới đến trường đồn đường xa hàng ngàn dặm đều từ trong lòng địch vậy mà ta vẫn sai tướng trước đem thủy quân đánh lấy trường đồn chặn đường lui quân của giặc nay đánh lấy vị hoàng ở bắc hà so với việc đánh lấy trường đồn ở nam hà ngày xưa có đáng gì mà bảo là mạo hiểm việc này ông chỉnh chớ lo nay ta phong hữu chỉnh chức hữu quân tiên phong đem tám ngàn quân và tám chục đại thuyền tiến đánh vị hoàng chiếm kho lương ta sẽ cho đô đốc nguyễn văn lộc và đô đốc nguyễn văn tuyết là hai tướng giỏi thủy binh của ta theo trợ giúp ba người hãy cùng nhau bàn bạc việc quân nếu gặp giặc cứ để Tuyết và Lộc đi đầu, không ngại gì cả. Rồi quay sang Nguyễn Văn Lộc, Huệ hỏi. Từ Phú Xuân đến Vị Hoàng, phải hết mấy ngày đường? Lộc đáp. Nay đang là tháng 5, gió Đông Nam thổi mạnh. Đi đến nơi nhiều nhất là 5 ngày đường. Huệ liền bảo. Ta cho đạo quân của Nguyễn Hữu Chỉnh, Nguyễn Văn Tuyết và Nguyễn Văn Lộc năm ngày lương. Đến nơi đánh thắng giặc lấy lương mà ăn. Hữu Chỉnh thất kinh hỏi. Việc quân thắng bại là thường. Nay Long Nhương chỉ cấp lương đủ dùng trên đường đi, ngộ nhỡ không thắng giặc là Long Dương đem chúng tôi vào chỗ chết hay sao? Nguyễn Huệ lại cười bảo, quân dưới quyền của ta trải qua hàng trăm trận, đánh nam dẹp bắc, chỉ có thắng chẳng biết thua. Và lại Nguyễn Văn Tuyết và Nguyễn Văn Lộc đều là tâm phúc của ta. Ta lại đem tâm phúc của ta vào chỗ chết hay sao mà ông phóng ngại? Nếu Hiễu Chỉnh không đi thì Tuyết và Lộc lập tức xuất quân. Nguyễn Hiễu Chỉnh vội vàng nói, quân ta thiện chiến, tiến binh thần tốc như vậy, tôi còn ngại gì mà chẳng đi, nguyễn huệ gọi trần quang diệu bảo trần quang diệu và bùi thị xuân hãy lãnh năm tinh binh theo đường thượng đạo đánh lấy nghệ an trần văn kỷ nói quân của ninh tốn ở cát doanh và phái vị hầu ở động hải đã rút về hợp cùng bùi thế toại trấn thủ nghệ an quân trịnh ở nghệ an hai vạn người tướng quân trần quang diệu chỉ có năm quân làm sao thắng giặc nguyễn huệ cười đáp trần tiên sinh chưa biết đó thôi nguyên trần quang diệu đã từng tay không đánh cọp giữa rừng mà đường thượng đạo Quân ta hạ thành Phú Xuân trong một đêm chính là nhờ Trần Quang Diệu theo đường thượng đạo từ hướng Tây đánh xuống. Từ ấy trong quân thường gọi Diệu là thượng đạo tướng quân Trần Quang Diệu đó. Nói xong Nguyễn Huệ lại gọi Nguyễn Lữ bảo. Tiết chế Nguyễn Lữ, em lãnh 3.000 quân ở lại giữ thành Phú Xuân. Tứ sư đệ hợp cùng với Vũ Văn Nhậm, Vũ Văn Dũng, Võ Đình Tú đang đóng giữ lũy trưởng dục đem quân bắc tiến. Các tướng hãy lãnh lấy lệnh bài. Nguyễn Lữ, Nguyễn Hữu Chỉnh, Trần Quang Diệu đều bước ra lãnh lệnh nguyễn văn tuyết vểnh dâu hỏi bọn võ tướng chúng tôi đều lãnh lệnh cầm gươm lên ngựa ra trước trận tiền vậy còn trần tiên sinh sẽ làm gì trần văn Kỳ cười đáp đâu phải chỉ biết cầm gươm mới là đánh giặc ngày xưa vua lê thái tổ khởi binh đánh giặc ức trai nguyễn trãi dùng một ngoài bút mà thắng vương thông ở thành thăng long đuổi giặc minh ra ngoài bờ cõi rồi nguyễn trãi lại dùng văn tài của mình cứu đất nước khỏi nạn binh đao do quân minh định kế trả thù Ấy chẳng phải chiến công của người cầm bút hay sao? Nguyễn Văn Tuyết lại hỏi. Việc này tôi có biết. Thế còn Trần Tiên Sinh đã cầm bút đánh giặc được hay chưa? Trần Văn Kỷ lấy từ trong ngực ra một tờ thư trao cho Nguyễn Huệ. Kỷ nói. Đây là tờ hịch phó lê diệt trịnh. Tôi đã sao xong. Trình tướng quân duyệt lãm. Nguyễn Huệ tiếp tờ hịch xem. Đến một đoạn, Huệ thích thú đọc lớn lên rằng. Và bấy lâu thần nịnh chúa hôn, gương bình trị lòng trời ắt muốn sao gặp hội binh kiêu dân oán sửa ký cương tài cả chẳng ra hai câu phú này là tiên sinh đắc ca trên dòng sông hương đây mà trần văn kỷ nói thưa phải nguyễn huệ lại đọc tiếp rằng trước vạn toàn đã tạc đá hoành sơn bình tức khắc lại dương buồm bắc hải sang sông mạnh phất cờ chu vũ ra tay sửa chính dẹp tà vào đất quan hét ngựa hán hoàng quyết chí lấy nhân trừ bạo truyền lệnh ta các tướng đánh đến đâu phải truyền hịch này cho muôn dân đến đó nguyễn huệ lại gọi quân vào trao thư và dặn người mau đem thư của ta về quy nhơn trao cho hoàng thượng bảo người hay là ta đem quân bắc tiến nói rồi nguyễn huệ xăm xăm bước ra ngoài chính điện các tướng lấy làm lạ liền vội vã bắt đầu theo ra ngoài nguyễn huệ quay mặt về hướng thành quy nhơn lạy ba lạy nhủ thầm rằng nếu hoàng huynh có bắt tội nếu em huệ này phụ lòng hoàng huynh cũng bởi vì quốc gia dân tộc phải làm điều bất đắc dĩ mà thôi Lạy rồi Huệ đứng lên Dưng dưng hai giọt lệ bảo các tướng rằng Các tướng ai lo việc nấy Truyền lệnh ta lập tức xuất binh Chương 37 Dẫn lời khích tướng Ngô Văn Sở bắt tướng Lầm kế bất trung Lý Trần Quán chết trung Nhắc lại Ninh Tốn và Phái Vị Hầu Bỏ đồn các doanh và động hải Chạy về Nghệ An ra mắt đường Trung Hầu Bùi Thế Toại Kể lại việc mất thuận hóa Bùi Thế Toại liền sai người và tốc mang thư về kinh thành Thăng Long, báo cùng Đoan Nam Vương Trịnh Khải. Trịnh Khải liền thiết triều, hỏi bá quan văn võ bàn việc quốc gia. Trịnh Khải hỏi: "Đường Trung Hầu Bùi Thế Toại, chấn thủ Nghệ An báo tin về, quân Tây Sơn đã đánh lấy Thuận Hóa, tạo quận công Phạm Ngô Cầu bị bắt, tiền đình hầu Hoàng Đình Thế tứ trận. Nay giặc Tây Sơn đã tiến đến sông Linh Giang, các quan bàn bạc xem ta nên tiến thủ thế nào?" Trần Công Sán, trong hàng quan văn bước ra thưa: việc mất đất thuận hóa là điều may chúa thượng nên mừng chớ nên lo chúa trịnh khải ngạc nhiên hỏi đất của ta mất về tay giặc sao trần công sán bảo ta nên mừng là ý thế nào trần công sán đáp đất thuận hóa trước là do việc quận công hoàng ngũ phúc lấy được trong tay nhà nguyễn nơi này đường xá xa, xa xôi núi sông cách trở đất đai cằn cỗi chật hẹp mười mấy năm nay ta chiếm đóng xứ này hao binh tổn tướng mà chẳng được lợi lộc gì nay đất ấy mất khỏi nhọc sức cho quân đi đồn chấn phương xa ấy là điều may vậy. Nay ta cứ lấy sông Linh Giang làm ranh giới hai miền Nam Bắc, cõi đảng trong giao cho họ Nguyễn và giặc Tây Sơn muốn làm thế nào thì làm, không can hệ đến ta. Cho nên giữ lấy đất Nghệ An trở ra là đất đai của tiên vương mà thôi. Chúa Trịnh Khải lại hỏi, lời Khanh cũng phải, vậy theo Khanh ta nên dùng kế sách gì để giữ vững đất Nghệ An? Trần Công Sán đáp, Nghệ An có đường Trung Hầu Bùi Thế Toại chấn đóng là đã vững như bàn thạch vậy, Bùi Thế Toại gồm tài thao lược, đất Nghệ An lại hiếm trở. Trước thì có sông Linh Giang làm hào, sau thì có núi Phượng Hoàng, Dũng Quyết làm lũy. Thành Nghệ An chắc chắn đất hiểm tướng tài, lại không giữ vững được sao? Và lại quân Tây Sơn là bọn giặc, mới ở núi cao thừa thời nổi loạn. Nay chiếm được hết đất đai của họ Nguyễn, đã cho đó là may, làm gì có tham vọng xâm lấn nước của ta? Về việc đất Nghệ An, xin Chúa Thượng chớ lo. Nghe Trần Công Sán nói xong, Chúa Trịnh Khải vẫn dùng rằng chưa hết lo âu bỗng nghe trong hàng quan võ có tiếng hỏi lớn lấy gì làm chắc rằng quân tây sơn không xâm phạm đất nghệ an của ta giặc đem binh hai vạn đánh phú xuân trong một đêm nếu chúng lại tiến đánh nghệ an đường trung hầu bùi thế toại làm sao chống nổi giặc mọi người giật mình nhìn lại thì ra ấy là thái đình hầu trịnh tự quyền chúa trịnh khải hỏi trịnh tự quyền rằng theo ý khanh thì thế nào huyền đáp đất thuận hóa là do tiên vương sai việc quận công cất bốn vạn quân vào lấy được đã mười mấy năm nay. Nay đất của ta mất về tay giặc thì lại bảo là may. Giặc đã lăm le ngoài biên ải thì vô cớ lại bảo rằng giặc không có tham vọng lấy đất Nghệ An. Ấy là luận điệu của kẻ chói gà không chặt, nhát việc binh đao, xin chúa thượng chớ nghe theo mà hại cho xã tắc. Và lại binh pháp có câu, chớ cậy rằng giặc không đến, cứ cho là giặc sẽ đến, ta đã có kế sách đánh chúng rồi vậy. Nói như Trần Công Sán tiên sinh thì là chưa từng biết việc binh ra. Trong các tướng dưới chướng việc quận công Hoàng Ngũ Phúc năm xưa còn quay hùng tái hơn tiền đình hầu hoàng đình thế vậy mà quân tây sơn trong một đêm đã lấy được thành cha con tiền đình hầu đều bỏ mình bảo quốc nay đường trung hầu bùi thế toại mật báo về kinh ý xin binh cầu viện ta lại bảo là giặc không tham vọng lấy đất nghệ an chẳng chịu xuất quân ngộ nhỡ chúng đem quân đánh đất nghệ an thật trần công sán tiên sinh có dám đem đầu mình bảo đảm rằng bùi thế toại thắng trận hay chăng trịnh tự quyền nói một hồi trần công sán không biết trả lời thế nào đành nín thinh rồi len lén lui ra. Chúa Trịnh Khải hỏi lại rằng, Vậy theo ý Thái Đình Hầu nên tiến thủ thế nào? Trịnh tự quyền đáp, Thần làm võ tướng, giặc đến thì đánh. Thần tuy bất tài, cũng xin đem quân vào đất Nghệ An, chống giặc Tây Sơn. Trịnh Khải cả mừng nói, Lời Khanh rất hợp ý ta. Nay ta phong Khanh làm bình nam đại tướng quân, lập tức đem binh vào Nghệ An chống giặc. Trịnh tự quyền tâu, Xin Chúa Thượng cho thần thu xếp, trong năm ngày mới xuất quân được. Trịnh Khải hỏi, cứu binh như cứu hỏa, sao Khanh không đi ngay mà phải đợi đến 5 ngày? Huyền đáp, Khải Chúa, từ ngày bọn lính tam phủ phá cung quận công Trịnh Cán, đưa Chúa Thượng lên ngôi, chúng cậy công quay thưởng phép tắc. Nay thần đã vâng lệnh Chúa Thượng, nhưng không dễ gì hợp binh được, nên hẹn đến 5 ngày. Trịnh Khải than rằng, lời Khanh rất phải, ta nhờ lính tam phủ mà được ngôi, nhưng lại không khiến được chúng, xã tắc phen này e nguy mất. Năm ngày sau, Trịnh tự quyền hiệu triệu được ba vạn quân, bèn vào phủ chúa từ biệt chúa Trịnh lên đường. Vừa vào đến nơi, nghe quân vào báo rằng: "Khải chúa thượng, có chấn thủ Thanh Hóa là Thủy Trung Hầu tạ danh Thủy, xin vào ra mắt." Trịnh Khải ngạc nhiên nói: "Thủy Trung Hầu đang chấn thủ Thanh Hóa, sao bỗng dưng lại bỏ về đây, mau cho vào." Tạ danh Thủy vào đến dập đầu thưa: "Khải chúa thượng, quân Tây Sơn đã tiến đánh chiếm kho lương ở vị hoàng, hiện còn cách kinh thành 200 dặm." Trịnh Khải thất kinh hỏi: chúng đánh thế nào mà nhanh thế còn binh tướng các ngươi ở hai chấn nghệ an thanh hóa thì sao tạ danh thủy đáp hạ thần ở thanh hóa nhà tin nguyễn hữu chỉnh dẫn quân tây sơn đánh chiếm kho lương ở vị hoàng thần định đem binh ra lấy lại vị hoàng không ngờ nguyễn huệ đem bộ binh tiến đánh nghệ an chấn thủ bùi thiết toại phải bỏ thành chạy trốn nghệ an và vị hoàng đều mất thần ở thanh hóa lưỡng đầu thọ địch phải bỏ thành bảo toàn lực lượng theo đường bộ chạy về đây báo cùng chúa thượng xin chúa thượng trị tội Trịnh Khải liền hô quân lôi tạ danh thủy ra chém. Trịnh tự quyền can rằng. Tình hình như vậy dù ai chấn thủ thanh hóa cũng phải thế mà thôi. Xin Chúa Thượng tha tội cho tạ danh thủy đoái công chuộc tội. Nay giặc đã đến vị hoàng. Hạ thần phải đem toàn quân ra giữ lấy Sơn Nam. Chúa Thượng mau sai liễu trung hầu đinh tích ngưỡng đem thủy quân án ngữ trên sông Nhị Hà. Như thế may ra có thể chặn được giặc. Chúa Trịnh y lời sai quyền và nhưỡng dẫn quân đi ngay. Lúc ấy bên quân Tây Sơn hợp binh ở vị hoàng nguyễn huệ hỏi nguyễn hữu chỉnh rằng ta nghe nói đất bắc hà ngàn năm văn vật đầy dãy anh tài vậy mà ta kéo binh một hồi ra đến vị hoàng không thấy sự kháng cự nào đáng kể là cớ làm sao hữu chỉnh cười đáp nhân tài đất bắc chỉ có một mình chỉnh tôi mà thôi nay tôi đã bỏ đi nước đất trống không xin tướng quân chớ ngại huệ nửa đùa nửa thật rằng không có ai để ngại hóa ra chẳng phải là ngại mỗi mình ông chỉnh đó sao chỉnh thất sắc đáp tôi tự biết mình tài hèn nhưng tôi nói thế là để chứng tỏ rằng bắc hà không có người tài mà thôi thấy chính có vẻ lo sợ huệ an ủi rằng lúc kéo quân đi đánh vị hoàng ông e rằng quân ta vào sâu trong đất địch là mạo hiểm giờ ông đã thấy chưa quân ta đánh giặc đều cân nhắc kỹ không mạo hiểm bao giờ nay quân ta đã đến đây còn ngại gì mà không tiến nói rồi hạ lệnh tiến đánh quân trị ở sơn nam quân tây sơn thủy bộ hai đạo ảo ạt tiến lên thủy quân tây sơn theo sông nhị hà tiến đến khúc sông lục môn giang thì gặp quân trịnh tướng trịnh là đinh tích nhưỡng đứng trên xoáy thuyền chờ chiến thuyền quân tây sơn đến vừa tầm đạn sẽ nổ súng ngờ đâu quân tây sơn súng lớn tầm bắn xa bất ngờ nổ súng trước đại bác tây sơn ầm ầm bắn tới quân trịnh thất kinh hồn vía quay thuyền mà chạy về thành thăng long đinh tích nhưỡng không chống nổi đành phải chạy theo nguyễn huệ hô quân truy kích quân tây sơn thần tốc đuổi theo quân trịnh ở dưới sông liệu bề không chạy kịp liền bỏ thuyền lên bờ chạy về đồn quân bộ của Trịnh Tự Quyền. Bộ binh Trịnh Tự Quyền thấy thủy binh của Đinh Tích Nhưỡng tan vỡ, hoảng sợ rối loạn hàng ngũ mạnh ai nấy chạy. Trịnh Tự Quyền ngăn không nổi, đành hòa trong đám loạn quân mà trốn. Nguyễn Huệ thừa thắng, hô quân theo sông Nhị Hà, thẳng tiến về thành Thăng Long. Khi thủy quân tiến đến sông Thúy Ái, bỗng gặp một đạo quân Trịnh gồm vài mươi chiếc thuyền nhỏ và mấy trăm quân xông ra cản đường. Đi đầu là hai viên dũng tướng, tay cầm đại đao, chém giết quân Tây Sơn rất hăng. Quân Tây Sơn đồng loạt bắn tên, hai viên tướng dùng đại đao gạt tên, hô quân tiến lên giáp chiến. Hai người này đao pháp tinh thông, đánh quân Tây Sơn chết hàng mấy lớp. Nguyễn Huệ đứng trên xoái thuyền, trông thấy ngạc nhiên, hỏi Nguyễn Hữu Chỉnh rằng: "Ta từ Thuận Hóa kéo quân đến đây, quá Nghệ An Thanh Hóa vị hoàng Sơn Nam, quân Trịnh Đông hàng mấy vạn, vừa mới giao tranh đã vỡ tan mà chạy. Nay mới gặp mấy trăm quân của hai tướng này, tinh thần chiến đấu thật là dũng mãnh, thật đáng khen." hữu chỉnh có biết hai người này chăng nguyễn hữu chỉnh đáp đây là hai viên tiểu tướng đồn quân nơi bến sông thúy ái một người tên là ngô cảnh hoàng một người tên là mai thế pháp cả hai đều tinh thông đao pháp cả nguyễn huệ nói nếu đại tướng bên trịnh cầm quân kỷ luật như hai người này thì dễ gì ta kéo quân đến đây được nói xong quay lại bảo quân truyền lệnh ta không được bắn súng phải bao vây bắt sống hai người này cho ta lệnh chuyển ra quân tây sơn lập tức thi hành thấy mấy trăm quân của mình đều chết trận cả. Quân Tây Sơn lại bao vây bốn phía. Mai Thế Pháp và Ngô Cảnh Hoàng vẫn đứng trên thuyền tả sung hữu đột. Bỗng quân Tây Sơn nới rộng vòng vây gọi lớn. Hai tướng kia hãy mau đầu hàng, Long Dương tướng quân sẽ tha cho mạng sống. Ngô Cảnh Hoàng và Mai Thế Pháp dựng đại đao đồng hét lớn rằng Bọn ta thà chết chẳng quy hàng. Trên xoáy thuyền Tây Sơn, Nguyễn Huỳnh Đức và Nguyễn Duy bước ra thưa cùng Nguyễn Huệ ơn tướng quân tha mạng chưa có dịp báo đền nay chúng tôi xin ra trận bắt Ngô Cảnh Hoàng và Mai Thế Pháp gọi là đáp ơn chi ngộ của tướng quân nói rồi Nguyễn Huỳnh Đức và Nguyễn Duy cũng vác đao lướt thuyền ra trước trận Nguyễn Huỳnh Đức nhảy lên thuyền địch đánh với Ngô Cảnh Hoàng Nguyễn Duy tranh tài cùng Mai Thế Pháp hai bên đánh nhau hơn năm mươi hiệp bất phân thắng bại Nguyễn Huỳnh Đức và Nguyễn Duy xem chừng đuối sức vội nhảy sang thuyền mình chạy về nói với Nguyễn Huệ Ngô Cảnh Hoàng và Mai Thế Pháp đào pháp tinh thông, sức mạnh vô cùng, chúng tôi không đánh lại. Võ Đình Tú và Phan Văn Lân cùng bước ra thưa. Chúng tôi xin đi bắt tướng giặc. Nguyễn Huệ nhìn Ngô Văn Sở rồi bảo Võ Đình Tú và Phan Văn Lân rằng Hai người này dùng đại đao, ta phải lấy đại đao mà trị. Hai tướng đại đao của ta là Vũ Văn Dũng và Trần Quang Diệu hiện theo quân bộ không có ở đây. Xem ra muốn bắt sống hai tướng này, ta phải thân hành mới xong. Nguyễn Huệ nói vậy vì sở trường cũng sử dụng đại đao ngô văn sở bước ra nói lớn ngô văn sở tôi cũng sở trường đánh đại đao sao không nghe long nhương tướng quân nhắc đến lại chỉ nói về vũ văn dũng và trần quang diệu thôi nói xong không cần đợi lệnh liền vác đại đao nhảy xuống thuyền mà đi nguyễn huệ liền gọi phan văn lân bảo ta nói vậy là để khích ngô văn sở không ngờ ngô văn sở thường ngày điềm đạm nay vì tự ái mà nổi nóng như vậy phan văn lân mau theo ứng giúp ngô văn sở để văn sở một mình chọi hai e có điều sơ sẩy phan văn lân tuân lệnh cầm trường thương đi ngay khi phan văn lân đến nơi thì ngô văn sở đã đánh rớt đao của mai thế pháp lân bèn nhảy lên thuyền bắt mai thế pháp trói lại ngô cảnh hoàng cũng bị ngô văn sở bắt sống sở và lân đem mai thế pháp và ngô cảnh hoàng đến xoáy thuyền nộp cho nguyễn huệ nguyễn huỳnh đức khen ngô văn sở rằng đào pháp của ngô tướng quân thật là thần sầu xưa nay hiếm thấy ngô văn sở vẫn còn giận nguyễn huệ nói mát Ông nội tôi là Ngô Mãnh, từng làm đô thống dưới thời võ vương Nguyễn Phúc Khoát, đao pháp chưa từng có địch thủ, chỉ một mình Long Dương tướng quân chê mà không dùng đến. Nguyễn Huệ cả cười rằng, hổ tướng của ta đông quá, từ ngày khởi binh đến nay, ai cũng đua nhau lập được công đầu, chỉ có Ngô Văn Sở, tính tình điềm đạm, không tranh quyền ra trận lập công. Ta vẫn biết thế, nên sẵn dịp này mới nói no khích cho Văn Sở ra trận một mình bắt hai tướng, để tỏ rõ dũng lực của mình mà thôi. Nào ta có bảo đao pháp của Sở thua Diệu và dũng bao giờ? ba tướng của ta thật đáng là tây sơn tam đao vậy từ ấy trong quân thường gọi trần quang diệu vũ văn dũng ngô văn sở là tây sơn tam đao lại tặng ngô văn sở biệt danh khổn nghịch đại tướng quân lúc ấy hai tướng trịnh là mai thế pháp và ngô cảnh hoàng bị trói trên thuyền thừa lúc mọi người lơ đễnh hai người bèn lao mình xuống sông tự vẫn các tướng tây sơn bất ngờ đều ngơ ngác nhìn nhau nguyễn huệ thương tiếc nói lòng trung dũng của hai người này thật đáng phục thay Lúc ấy ở thành Thăng Long, Chúa Trịnh Khải nghe tin hai đạo quân thủy bộ của mình đã thua trận ở trấn Sơn Nam. Khải liền lên voi, dẫn quân cấm vệ ra cửa Tây Luông đánh giặc. Quân Tây Sơn tiến đến, Chúa thúc quân ra đánh. Quân Trịnh lúc ấy khiếp sợ, người này đưa mắt nhìn người kia, không ai dám tiến. Đến khi nghe tiếng súng nổ, tiếng reo hò, tiếng chống trận của quân Tây Sơn thì quân Trịnh không còn hồn vía nào, mạnh ai nấy trốn. Các quan văn võ thấy đều trốn cả, đi theo Chúa chỉ còn vài tên hầu cận nhằm hướng sơn tây mà chạy ra khỏi thành được vài dặm tên quân hầu nói này ta thua trận mà chạy còn có mấy người xin chúa hãy bỏ voi và thay y phục kéo những kẻ nở hai lòng bán chúa cầu vinh nhận được chúa rồi báo quân tây sơn thì nguy trịnh khải nghe lời liền bỏ voi thay đổi y phục chúa tôi đi đến làng giao cốc trời đã xế chiều ai nấy đều mệt và đói chúa trịnh khải bảo quân hôm trước quân tây sơn đánh lấy vị hoàng ta đã xuống chiếu cẩn vương sai quan thiên lại là Lý Trần Quán về Sơn Tây mộ quân ở tại làng này. Vậy ngươi hãy mau đi với Lý Trần Quán đến đây cho ta dạy việc. Ta sẽ tạm ngồi đợi ở quán nước bên đường. Tên quân hầu vâng lệnh đi ngay. Lát sau Lý Trần Quán đến, thấy chúa chỉnh, quán toan sụp lệ. Chúa nháy mắt ra hiệu, gọi quán đến gần bảo. Người không cần phải giữ lễ như thế. Bây giờ nước mất nhà tan, vàng thao lẫn lộn. Nhỡ kẻ ăn ở hai lòng biết ta là chúa, báo cho giặc thì sao? Người mộ quân, đã được nhiều ít gì chưa? Hãy đưa ta đến thành Sơn Tây cùng thạc quận công Hoàng Phùng Cơ rồi sẽ liệu kế đánh giặc. Lý Trần Quán thưa rằng Có người làm chức tuần đinh trong làng tên là Nguyễn Trang đem vài mươi trắng đinh theo thần. Thần Bảo Trang phỏ chúa lên Sơn Tây trước còn thần Mộ Thêm Quân sẽ đến sau. Chúa Trịnh Khải lo lắng hỏi Người này có tin cậy được không? Quân đáp Nguyễn Trang vốn là học trò của thần có thể tin cậy được xin chúa chớ ngại. Chúa Trịnh Khải nghĩ thầm rằng ta với trịnh cán vốn là anh em cật ruột vì tranh giành ngôi báu mà còn hãm hại lẫn nhau tuy ta tin lý trần quán nhưng học trò ông ấy lấy gì làm chắc là có thể tin được Thế chúa còn do dự lý trần quán thưa thần xin đem tính mệnh ra bảo đảm xin chúa thượng an lòng rồi lý trần quán quay sang nguyễn trang bảo người mau phỏ chúa lên tây sơn tây trước ta có việc ở lại rồi sẽ đến sau nói xong quán từ biệt chúa trịnh quay lại vào làng lý trần quán đi rồi nguyễn trang sai thủ hạ dắt ngựa chúa trịnh khải đi chúa ngạc nhiên hỏi sao không đi về hướng sơn tây mà dắt ngựa tay về hướng đông nguyễn trang đáp về hướng đông để đến kinh thành gặp quân tây sơn chúa kinh hãi hỏi chúng mày toan làm phản hay sao nói xong liền rút kiếm chém bọn nguyễn trang lúc ấy chúa trịnh khải đã đói và mệt nên đánh không lại bọn trang bị trang tuốt kiếm bắt trói lại đóng cũi khiêng đi Mấy tên quân theo hầu chúa cũng đều bị giết. Một tên quân cướp được ngựa chạy vào làng gọi Lý Trần Quán. Quán một mình một ngựa tất đại đuổi theo bọn Trang. Gặp Trang Quán hỏi. Ta là thầy của anh. Anh làm thế không sợ mang tiếng là phản sư sao? Chúa là chúa của thiên hạ. Anh không thương chúa mà làm điều bán chúa cầu vinh ư. Trang chừng cháo đáp. Sợ thầy không bằng sợ giặc. Thương chúa không bằng thương mình. Nói rồi Nguyễn Trang gọi thủ hạ giải chúa đi. Lý Trần Quán ngăn lại khóc lóc năn nỉ Nguyễn Trang rằng Người hãy nên tính ta là thầy của ngươi mà tha cho chúa một phen Nguyễn Trang đáp Việc đã đến nước này nếu tha cho chúa Ngộ nhỡ quân Tây Sơn đến hỏi tội tôi dung dưỡng chúa Thì tôi chỉ có chết mà thôi Quán bảo Người tha cho chúa về Sơn Tây Tất quân các chấn cao bằng Lạng Sơn, Tuyên Quang, Kinh Bắc Đều cao đến phò đánh đuổi giặc đi Thì ngươi sợ gì quân Tây Sơn bắt tội Trang đáp Nếu đuổi giặc Tây Sơn đi rồi chúa lại tha tội cho tôi được sao tha cho chúa đằng nào tôi cũng chết chỉ có nộp chúa cho quân tây sơn là tôi mới còn đường sống mà thôi quán nổi giận mắng rằng thằng nghịch tặc kia nếu ngươi nộp chúa cho nguyễn huệ mà nguyễn huệ không chém đầu ngươi thì hãy trở về làng giao cốc này đào mã ta mà đổ xuống sông đi nguyễn trang đỏ mặt nói nếu không nể tình thầy dạy tôi tôi giết chứ không tha nói rồi lệnh cho thủ hạ khiêng quỹ chúa đi liền lý trần quán chạy theo khóc với chúa trịnh rằng hạ thần ngỡ là cứu chúa không ngờ đã giết chúa rồi chúa khải rơi nước mắt bảo quán lòng chung của khanh ta đã biết sống chết là bởi mệnh trời đừng tự dằn vặt mình như thế khanh hãy về đi ta là chúa của thiên hạ đâu có thể làm nhục đến tổ tông nói rồi rút dao ngắn trong người đâm cổ tự vẫn nguyễn trang lẹ mắt giật con dao trong tay chúa rồi hét quân đi mau lý trần quán ngỡ chúa đã chết liền rút dao ngắn trong người đâm cổ chết theo Bọn Nguyễn Trang dẫn chúa Trịnh Khải đến gần thành Thăng Long, chúa vẫn chưa chết. Chúa Trịnh nghĩ thầm rằng, lúc nãy Nguyễn Trang giật bắt lưỡi dao nên vết thương cạn quá. Nếu ta còn sống gặp giặc Tây Sơn, chúng làm nhục mệnh thì sao? Nghĩ xong, liền thò ngón tay vào vết thương nơi cổ họng móc cho rộng ra. Khi Nguyễn Trang đem Trịnh Khải đến nộp cho Nguyễn Huệ nơi phủ chúa ở kinh thành Thăng Long, thì Khải đã chết rồi. Nguyễn Huệ hỏi Trang, người chỉ có mấy mươi thủ hạ, sao bắt được Trịnh Khải? nguyễn trang vô tình cứ y như việc ở làng giao cốc mà kể nghe xong huệ hỏi vì sao ngươi lại bắt chúa nộp cho ta trang khúm đúm đáp tướng quân kéo binh đến đây diệt trịnh phò lê thảo dân là con dân của vua lê nên bắt chúa trịnh nộp cho tướng quân nguyễn huệ khen rằng ngươi thật là người trung nghĩa biết vì vua vì nước nay ngươi đã làm một việc tốt cho nước vậy hãy về nhà mà lo phần con dân nguyễn trang ngập ngừng thưa xin tướng quân thưởng công cho huệ ngạc nhiên hỏi tại sao ngươi lại vào ta thưởng công nguyễn trang đánh bạo hỏi lại rằng chẳng phải tướng quân đã ra thông báo rằng ai bắt chúa trịnh đem nộp sẽ được thưởng công sao huệ nghiêm mặt đáp chính ta ra thông báo như vậy nguyễn trang mừng rỡ thưa vậy là kẻ thảo dân tất được thưởng công nguyễn huệ quắc mắt bảo nếu ngươi bỏ đi mà không đòi thưởng công là nộp chúa để phò vua ta tự khắc sẽ gọi lại thưởng công giờ ngươi đòi thưởng công rõ là phường phản sư bán chúa tội phải chừng công gì mà thưởng võ sĩ đâu lôi ra chém võ sĩ lôi nguyễn trang ra ngoài trang mếu máu than khóc rằng ngỡ rằng được sống làm công hầu ngờ đâu phải chết làm quỷ không đầu lý trần quán thầy của ta thật là cao kiến chém nguyễn trang xong nguyễn huệ sai người theo vương lễ tống táng trịnh khải xong việc ấy nguyễn huệ gọi nguyễn hữu chỉnh đến bảo lúc mới chiếm được thành ta đã sai người sang phủ vua Bảo vệ vua cùng hoàng gia. Nay mọi việc đã tạm yên, ta nên đến yết kiến vua lê cho rõ nghĩa tôn phò. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.